Vâng, xin hân hạnh chào đón và chào mừng tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Đạo Đô Hải Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì là một trong những ngày hết sức là đẹp trời. Thời tiết ở phía Bắc Bộ thì cũng đang không quá là nắng. Thời tiết dịu mát và cũng không quá là oi và cũng chỉ bắt đầu bước vào mùa hè thôi. Hôm nay thì trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác một số các cái dòng da lưu cắt xét để cho các bác có những cái lựa chọn trong cái sự chơi của mình. Và những cái con này thì rất là những con đẳng cấp để cho các bác lựa chọn theo cái gu của các bác nhé. Vâng, trước mắt các bác thì đây là cái serum da đô cắt xét mà trung tâm đang muốn giới thiệu các bác. Đây, các bác có thể thấy đây là một trong những em Sharp GF508. Em này thì chuẩn bị lên sóng các bác nhé. Chuẩn bị lên sóng. Em này thì còn rất là mới các bác nhé. Rất là mới luôn. Tất cả từ các cái tay lúm tay cầm. Đấy, Sharp GF508. Và rất nhiều những cái dòng là radio. Radio hoặc radio cắt xét các bác nhé, rất nhiều luôn. Đấy, các bác thấy không? Rất nhiều những dòng radio cắt xét hoặc là radio nhỏ nhỏ, những cái dòng cổ. Tôi quay lướt quay chậm để các bác có thể là định dạng. Bác nào mà tinh ý thì có thể chụp ảnh màn hình, sau đó là mình có thể mình hỏi, bởi vì cái này cũng không thể giới thiệu từng model được, nó cũng rất là dối cho các bác, nó khó. Đấy, tôi sẽ quay lướt quay chậm. Để các bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì các bác có thể là nhắn tin hoặc là chụp màn hình liên hệ lại. Ở trung tâm thì có rất là nhiều, và những cái hàng ở trung tâm thì nó khác với tất cả những chỗ khác là tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ lưỡng, và đặc biệt là được bảo dưỡng một tính chất là hết sức là chuyên nghiệp các bác nhé, rất là chuyên nghiệp luôn đó các bác thấy không. Đây là cái khu radio, đây còn đây là một số các cái dòng radio cổ nữa các bác này, thập niên 1960 trở ra. Thì ở đây nó có rất nhiều các cái dạng khác nhau các bác nhé. Thế rồi những cái dòng radio xuất Mỹ nhiều băng sóng cũng có rất là nhiều. Đó các bác thấy không? Rất là nhiều luôn. Đó. Và đây là một số các cái dòng mà các bác hay quan tâm. Đó là các cái dòng Sharp GF 3 con 7, thế rồi 3 con 9, rồi 1000. Trung tâm về rất là nhiều. Đấy, các bác có thể thoải mái chọn luôn. Toàn bộ những cái dòng rất khủng. Thế rồi Soli 1980, 1990, và tất cả những hàng này thì nó là tuyển chọn quá là kỹ lưỡng các bác nhé. Các bác có thấy là tuyển chọn vô cùng là kỹ lưỡng, đẹp từng mm một các bác nhé, sáng quắc soi gương luôn. Đấy. Trung tâm rất là nhiều hàng, rất là nhiều những con đã được bảo dưỡng rồi, và một số con thì đang ở trong kho chưa có được bảo dưỡng, rất là nhiều luôn. Các bác nào mà quan tâm những dòng nào thì các bác liên hệ. Đây, các cái dòng radio cassette nguyên thùng thì các bác này, trung tâm cũng có rất là nhiều luôn. Đây là tôi mới bóc một số ra thôi, còn trên kho cũng còn rất là nhiều, nhưng xin phép được bóc đại diện một số. Đấy, ví dụ như con này chưa có bóc ra các bác này, là tiền này chưa có bóc ra này. Đấy. Rất là nhiều các bác nhá, trung tâm nhiều lắm, và hàng ở đây thì rất là phong phú và rất rất đa dạng, bởi vì là một trong những nơi có kỹ thuật khá là chuyên nghiệp về ngành radio cassette, cho nên là đã bảo dưỡng cho các bác những cái sản phẩm thì quá là yên tâm. Và đặc biệt ở đây thì chọn chất lượng rất là kỹ, chứ không như một số các cái chỗ người ta chỉ tìm cách là chọn những sản phẩm giá rẻ, giá thấp để bán cạnh tranh giá, chứ ở đây thì không bán cạnh tranh giá các bác nhé. Ở đây tập trung bán là đi sâu vào chất lượng, đi sâu vào chất lượng các bác nhé. Còn 1000 ở đây cũng có mấy con liền này các bác này, đây là đều là 1000 hết này. Thế rồi ba con 9 này này các bác này, ba chín này, ba con 7 cũng rất là nhiều. Ba con 7 trên kho còn đến gần chục con nữa các bác nhé. Tôi chưa mang xuống đây, ở dưới này tôi mang cũng có gần chục con thôi. Đấy, ở chỗ này thì cũng chưa mang hết xuống dưới này. Chỗ này thì tất cả là chỗ này mang được xuống khoảng độ có 7 con các bác nhé. Đấy, 6 7 con thôi. Kể cả những dòng nguyên thùng có các bác này. Đấy. Thì các bác nào mà quan tâm đến sản phẩm gì thì các bác có thể liên hệ. Đây là một trong những nơi cung cấp các cái gia đồ cassette hết sức là kỹ lưỡng, và đặc biệt là chất lọc rất là kỹ trong các cái sản phẩm để chọn lựa cho các bác, để các bác có những cái sản phẩm mình tìm nó ưng ý nhất có thể các bác nhé. Các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp, đó là siêu thị điện máy Thanh Thiên ở km 12 cộng 900, đường 391 thị Tứ Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương. Đó là nơi trụ sở chính để các bác có thể liên hệ cũng như làm việc. Hôm nay thì tôi xin phép được tạm thời quay này, và đến
Nát nó có thời gian thì tôi sẽ quay chi tiết, tôi sẽ quay review các bác một cái con đài Soli 1990 các bác nhá, 1980, 1990. Đó, và con sáp này thì tôi cũng bảo dưỡng cơ bản rồi. Thì tôi sẽ quay các bác tiếp theo. Hôm nay thì cũng xin phép là tạm thời dọn cái vòng phòng rất sạch sẽ để đón tổng giám đốc của Samsung về thăm. Thì chúng tôi là một trong những đơn vị làm với Samsung là rất là uy tín. Đây các bác có thể thấy đây. Samsung đã có chứng nhận chúng tôi là một trong những đơn vị bạch kim, đơn vị có cái doanh số lớn nhất của hệ thống của Samsung và cũng nằm trong các top rất là lớn 5 sao. Đấy, thì xin phép là nay chúng tôi tạm thời ngừng nghỉ buổi chiều này để đón phái đoàn của bên tổng giám đốc của Samsung về thăm. Thì tôi cũng xin phép được review như thế thôi. Sau khi tiếp xong phái đoàn thì tôi sẽ quay chi tiết sản phẩm để cho các bác có những cái gì mình quan tâm thì mình có thể liên hệ. Ở đây thì trung tâm có rất nhiều các cái dòng loa Mỹ các bác nhá. Loa Mỹ Sequin Vega, thế rồi BMB, rồi các cái dòng loa Bose. Rất là nhiều luôn các bác nhá. Ok, tạm thời review như vậy để các bác lưu ý những cái sản phẩm gì các bác quan tâm. Đây thì tôi mới dọn tạm thời các cái kiện vào đây thôi. Thực ra cái kiện ở trên tầng 5 mới là nhiều. Trên tầng 5 thì tôi dọn cả một cái tầng 5, đó là một cái khu đựng kho hàng rất là lớn luôn. Đấy thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm thì các bác liên hệ sớm nha. Ở trung tâm có cái hướng hỗ trợ các bác để tìm những sản phẩm ưng ý và chất lượng nhất có thể. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác nha. Tôi sẽ có những video chi tiết cho các từng sản phẩm một luôn. Xin cảm ơn các bác nha.